chào mọi người, mình là Elo, mình là người chơi hỗ trợ của đội tuyển Severus. Hôm nay là tròn một tháng rồi Tiên chưa? Chưa. 3 tuần. Trong 3 tuần đó, Elo cảm thấy Severus là đội tuyển như thế nào? Theo mình thấy đội tuyển Severus dưới sự dẫn dắt của hai đứa huấn luyện viên Hàn thì đội tuyển rất là kỷ luật về phần chuyên môn. Còn từ những thành viên với nhau thì anh em chơi rất là hòa đồng. 100%. Là thân thiết với mọi người hay là có đặc biệt thân với ai hơn không? Thì tất cả mọi người đều thân với nhau mà. Thân ai nấy lo. Thân ai nấy lo nhất với ai? Thì với Yashiro, thằng người đi lên chung với mình thì cũng từng trải qua với nhau hai đội tuyển trước rồi. Nên đây là đội tuyển thứ ba cùng chung team với nhau nên rất là sự khác biệt lớn nhất là ở đây mọi người được kỷ luật và chuyên nghiệp hơn ở trong eSports. Tất cả mọi thứ đều phải theo khuôn khổ và phép tắc của huấn luyện viên đặt ra. Theo mình thấy thì Severus giúp mình và đồng đội kiểu tự kỷ luật về bản thân và huấn luyện viên cũng giúp tụi mình nâng cao về chuyên môn trong game. Theo mình thấy thì dù mình lớn tuổi nhất nhưng mọi người coi mình là 2k3 vậy, cũng như là anh em thôi, không có chênh lệch độ tuổi ở đây. Rồi, bao nhiêu đứa mẹ? Đó. Đâu vậy? Elio có cảm thấy là qua đây cái nhân cách đứa mẹ của mình nó được trỗi dậy mạnh mẽ hơn không? Theo mình thấy là cũng có, do kiểu mọi người cũng đã quen với mình rồi, kiểu thân với nhau rồi nên là mình sẵn sàng một bộc lộ thôi. Thế thì bạn Elio cảm thấy như thế nào về cái bài welcome rất là bé mèo đó? Hài lòng không? Cũng cảm ơn, cũng đẹp. Nhưng mà không thích nè. Ủa sao không thích? Ủa? Mèo quá. Ok, thế thì Elio muốn được biết đến nhiều hơn với nhân cách nào, nhân cách bé mèo hay là nhân cách Elio? Nhân cách nào cũng được, do nhân cách nào cũng là mình á. Thế thì nó có gọi là ảnh hưởng gì tới cái việc mà mình được nhìn nhận như thế nào với tư cách là một tuyển thủ không? Theo mình nghĩ là không, do kiểu mình cũng không quan tâm người ta nghĩ về mình nhiều lắm. Thì Yashiro là người đi lên chung với mình nên đây là đội tuyển thứ ba cùng chung team với nhau nên rất là thân. Thế thì Elio có đánh giá như thế nào về Yashiro? Yeah. Xin chào mọi người, em là Yashiro, hiện tại em đi AD cho Severus. Băng rồi Ikigai, Phú với Tú với anh Bùn. Thanh thì chưa nói chuyện nhiều tại Thanh ngồi xa, với lại Thanh cũng ít nói. Chính em là người tạo điều kiện hòa đồng cho team mà. Em làm như thế nào để tạo điều kiện cho các bạn hòa đồng? Nói chung mà khi mà dậy thì vô hôm trên thì em la làng lên. Em la sao, la lại kia được không? Này hơi khó tại em chưa tập hợp. Rồi đó, thì em cảm thấy là mình hài lòng với team hiện tại chưa? Em khá hài lòng tại vì team đồng đều, với lại vui vẻ nhau. Cảm thấy hình như là chắc là tiến bộ giai đoạn đầu của Lenin và mục tiêu. Em khá là tự tin vào năng lực của em. Kinh nghiệm thì em có học hỏi từ cái mình trước hết shop. Em nghĩ là top 4. Vào top 4 trước rồi mới tính. Và đó là mục tiêu của team luôn đúng không? Dạ. Thì mùa tới thì em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em là một trong những AD xuất sắc nhất. Em tên là Võ Anh Tú, quê em ở Đà Nẵng. Hiện tại em đang là người đi rừng cho Severus. Anh em của em là Jay Will. Em rất hâm mộ anh Ron khi thấy anh Ron thi đấu cho Severus. Và sau khi thấy Severus đăng tuyển người thì em đã đăng ký và may mắn được nhận. Em cảm thấy rất vui và cũng hơi áp lực. Tại sao lại áp lực? Tại vì em chưa có kinh nghiệm nhiều trên PCSA và em cũng lo lắng về màn debut của em. Kỳ vọng em chắc là em muốn được vào top 4 đầu tiên.
Chắc là anh Bun và anh Yashiro. Bun với Yashiro đã làm gì để em cảm thấy là được chào đón? Dạ, sau những trận chiến căng thẳng thì anh Bun và anh Huy đã tới động viên em và an ủi em để giúp em đánh tốt hơn. Em nghĩ chắc là Thanh Trần. Thanh Trần à? Tại sao lại thân với Thanh Trần chứ? Tối này đừng quay. Rồi, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Rồi, em cảm thấy Silver Rock là một team như thế nào? Em thấy Silver Rock rất vui vẻ và hòa đồng với nhau. Em cảm thấy hạnh phúc khi được có những người đồng đội như vậy. Bây giờ đầu tiên mình tham gia team VCS, mong các bạn hãy đón chờ và để ý với mình nhé. Nice.